Xin chào cả nhà nhé. Đây là cái vườn dưa leo khác của mình. Dưa leo hôm trước là mình trồng dưa leo Trung Quốc, và bây giờ là mình đã chuyển sang dưa leo Việt Nam rồi. Mình trồng thử xem là nó như thế nào. Và nói chung là mình vẫn thích là hương vị Việt Nam hơn. Cái dưa leo hôm trước mình trồng cái nó cũng giống như là dưa leo ha, dưa leo hàng vậy mọi người. Biết giống là giống ở chỗ nào không? Cái vỏ ở ngoài thì nó dày, còn cái ruột thì ít. Ai da, mũi cắn. Còn dưa leo Việt Nam của mình thì cái ruột của nó rất là nhiều, cái vỏ thì mỏng. Và chủ đề hôm nay đó chính là mình sẽ thu hoạch cái đám rau muống này. Ăn hết kịp rồi, ăn ngán rồi, ăn hết kịp rồi. Giờ mình sẽ suy nghĩ, giờ mình sẽ hái nó xuống. Mình làm dưa, chỉ có làm dưa ăn mới lợi nó thôi. Cái đám rau muống này hôm trước là nó tốt dữ lắm. Mà hổng gài là nắng, quá nắng đó. Nè đây nè, quá nắng rồi, bây giờ cái lá nó bị như vậy luôn rồi. Ăn không có kịp, giờ cây nào cái nấy nó muốn bự hơn mình luôn rồi mọi người ơi. Bự lắm bự. Nè, làm dưa với bào. Ăn cái ngán luôn á. Trồng có mấy thùng, 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng. 4 thùng mà không kịp. Lúc trước mình có ngắt mình hái mình cho luôn. Hôm nay mình sẽ hái xuống mình làm dưa. Nhiều lắm. Cái này mà có môn mà mình làm dưa chắc 2 hũ á. Hũ sành, hũ loại 1 lít mấy á mọi người. Mình đã chuẩn bị một cái gỗ bự cho bá như thế này rồi nè mọi người. Phải thu hoạch bằng cái gỗ như thế này thì nó mới được. Nó mới đựng đủ. Đây là bữa hổm mình nấu canh chua, cái mình hái một nhóm ở đây, cái đó mọc lên lại nè. Còn cái này là chưa hái luôn. Quá trời lớn rồi. Phải hái đi cho nó mọc lại cái khác. Quá tay rồi. Ông ơi, thì rau muống nó ừ. Cũng lại luôn à. để với cây rau muống nó vậy đó. Nhưng mà phải thu hoạch mọi người ơi. Để cho nó lên khác. Ăn không hết thì chỉ có thể làm dưa thôi. Bây giờ mình phải cắt luôn cái phần bữa hổm mình nè. Nó mới mọc lại nè. Bữa hổm tự nhiên lên khoét lỗ một. Đi xuống nấu canh chua. Chứ nấu canh chua mà cắt nguyên thùng này là ăn đâu có hết. Lên khoét lỗ một là đủ nấu canh chua rồi. Khi cắt thì cắt sát xuống nha mọi người. Đừng cắt ở trên cao, cái cây lên nó yếu. Hết biết cái rau muống của tôi. Dài thòn lòn luôn. Cái này là mình ăn mấy đợt rồi ta? Đợt này là nè. Đợt thứ hai hay đợt thứ ba gì rồi. Không ăn. Của hổm nắng quá trời, nắng cháy lá luôn, nắng cháy lá ra thành rau thành quả gì luôn. Một thùng cắt một thùng là rất là nhiều. Thật ra là mình chỉ cần cắt một thùng là đủ rồi, nhưng mà tại vì là nó lớn quá rồi cho nên bắt buộc mình phải cắt hết. Đây nè, có một thùng một thôi bạn gì nè mọi người. Giờ cắt thêm mấy cái này luôn. Mới để cái cắt xề lên cái. Cắt hết luôn. Đây khô khô luôn mọi người. Hết hồn cây rau muống thiệt. Không ngờ tôi trồng cây rau muống bự gì luôn á. Một mớ mình sẽ làm dưa
một mớ mình sẽ ngày mai mình sẽ nấu bún riêu. Sau khi mà cắt xong là mình rưới một miếng phân chuồng lên cho mình, rồi tưới nước lên thật là nhiều là nó sẽ ra tốt lắm. Đây nè, trời ơi, rau muống cái này không biết mấy ký mà nói nặng á, 3 ký 4 ký gì á, nặng lắm. Wow, khủng khiếp. Rau muống, rau muống thu hoạch gì là ăn kiểu gì ăn chứ xíu. Bây giờ mình mọi người đi theo mình đi thu hoạch cái trái cà này đi nha. Ơi cô, cái trái cà của mình á, vì là cái trái nhiều quá nên là cái cây cà của mình nó bị gãy rồi nè mọi người. Nó bị gãy như vậy đó. Ở dưới cái trái nhiều lắm nên hồi mình móc lên cho mọi người xem. Bây giờ mình hái từ ở dưới này. Lên nè. Trái nè. Đó, ở trong ở dưới đó nó bị gãy rồi, nó đè ở dưới ra nè, không dám gỡ lên luôn tại vì trái nhiều quá. Không dám gỡ lên luôn. Gỡ lên sợ nó gãy, nó rụng hết trái. Quá trời nó trái luôn. Không biết đường hái luôn. Giờ làm sao mà gỡ, mình gỡ cái cà mình lên mình hái đây không biết nữa. À, bưng cái gỗ đó xuống mà được. Bưng gỗ xuống hái cà bỏ vô. Cái này. Rồi mọi người coi nhánh này nè, mình nghe thấy không? Trái nó như vậy nè, đó. Rồi làm sao đây, nó nặng quá rồi nó ngã xuống đó. không dám làm gì nó luôn. Ở trong kia kìa, mọi người xem, mình nhìn ở trong đây nè. Đó, mình bư ra cho mọi người xem. Trái không cách nào để mà bẻ luôn. Nó bị ngã rồi. Nó bị ngã mà vì là trái nhiều quá không dám đỡ lên luôn. Đỡ lên sợ gãy. Nó nằm khúc khúc ở trong á. Không biết đường hái luôn nè. Ở dưới nó có chín nhiều lắm, mình nhìn xuống ở dưới chín nhiều lắm. Rồi làm sao đây? Làm sao để tôi dỡ lên tôi hái đây coi nè mọi người, tôi nhìn trái nữa nè. Đó. Đó, trái như vậy đó. Ồ, rụng. Mấy trái non rụng à. Ơi gãy nhánh này đau lòng lắm. Coi kìa, ở dưới gì rồi làm sao tôi hái đây? Đây nè mọi người thấy không mọi người? Sao mà hái? Một tay dỡ lên rồi. Ai ô. Giang hồ gì chơi trái gì rồi. Cho người ta khó bẻ không à. Đó. Ở trong này có trái chín nè. Ở trong khúc nè, ở trong đây đó. Mọi người không thấy đâu. Mọi người coi nè, nguyên cái chùm cà này im hết sức. Coi nó chín rồi để mình bẻ trái này. Trái kế tiếp. Chín ngon. Đó. Được chưa? Hôm mấy trái cà thấy cân hết sức. Nè, mọi người có cái chùm này thấy cân nữa nè. Đậu hết trơn luôn. Quá tài, cái cây cà nó ui trái rồi. Đây nè. Nhìn thấy cân không? Coi nè, trái từ ở đây trái lên. Hồi mình chỉ cho mọi người xem cái nhánh cà, cái chùm cà của mình nó trái nhiều quá, nó gãy nhánh đi. Đây nè mọi người, nhìn cái chùm cà của mình nè,
coi trái nhiều quá nó gãy cái nhánh luôn nè, đây cái chỗ gãy của nó nè mọi người, đó ngay cái chỗ gãy nè mọi người, nhìn xem nguyên cái chùm cà như gì nè, hỏi sao không gãy, đó trái gì vậy đó, đó nó dính liền với nhau luôn, nguyên một cái chùm như thế này nè, đó đó rồi bắt đầu gãy nhánh luôn, trái nhiều quá gãy luôn. Rồi mình bẻ bớt nè, cho bớt nặng nhọc. Wow, trái cà của mình thích cứng xuất thiệt. Ui, cái chùm này nhìn đẹp lắm mọi người, đẹp ghê luôn á. Nè, nó chín hết rồi nè. Đây, nó hái nè. Ở chỗ này nó có cái mắt ở chỗ này nè. Mình để tay vô đây mình bẻ nè, nó rất là dễ rụng. Cái này nè, chỗ này nè. Mình đè tay vô chỗ này mình bẻ nè. Nó rất là dễ rụng luôn. Mình bẻ như vậy thì nó còn cuốn nó đẹp hơn. Nè. Ở trong siêu thị người ta bẻ như thế này nè. Đó. Ở trong người ta bán nó cho siêu thị nó bẻ, chứ bẻ mà rất như mình là kể như mất cuốn rồi. Hết giá trị của trái cà rồi. Bẻ làm sao mà cho nó còn cuốn như gì thì bán mới được nha mọi người. Mặc dù bẻ ăn cũng phải bẻ cho đẹp. Đó. Nói gì chứ trái nào sao quá cũng ngắt đại nó luôn, mất cái cuốn luôn. Cái trái cà của mình nó đẹp không? Vừa đẹp vừa ngọt, vừa ngon nữa. Này nó chưa gỗ đó. Có khi mình trồng ha. Mình trồng chỉ vài cây này thôi, mình năm nay mình trồng chỉ có 3 cây thôi. Mà bây giờ nó chín mà ăn uống không kịp. Tới khi nó gộ luôn rồi đem cho luôn. Họ đem bóc bên chua luôn. Họ đem sốt. Chứ cà mini mà nó đem đi làm sốt. Chứ ăn không hết biết sao giờ. Chỉ có cách đó thôi. Wow. Đó. Nguyên một gỗ cà. Ủa, gỗ rau muống với cà.